Thật vinh dự cho chúng em là những người được sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất với bề dày lịch sử anh hùng. Chúng em được thừa kế và phát huy sự cần cù trong lao động, những tình yêu quê hương hay nhiệt huyết của các thế hệ cha anh đi trước đã truyền lại cho chúng em. Và đặc biệt, một điều quan trọng nhất đối với chúng em là được học tập dưới ngôi trường trung học cơ sở Trực Thái với rất nhiều nhiệt huyết học tập. Cùng với đó là các thầy cô đã yêu thương dạy dỗ, truyền tất cả những kiến thức mà các thầy cô biết cho chúng em, để từ đó chúng em được thừa hưởng những nhiệt huyết, ý chí của thầy cô và đạt được rất nhiều thành tích cao trong học tập. Ví dụ như là cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh và đặc biệt là cấp quốc gia, hay là cuộc thi vào trung học phổ thông, chúng em đã đạt được rất nhiều thành tích cao. Đối với chúng em là những người học sinh đang học tập dưới ngôi trường này, chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để từ đó lấy tất cả những gì chúng em học được từ thầy cô và ngôi trường góp phần để xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp hơn.